cái ngọc trai nữa, dễ phân biệt. Hôm nay cho chỉ cho các bạn cái phân biệt ngọc trai tật nhá. Đâu, chỉ cho em đây nè. Cái này các bạn lấy hai viên ngọc trai cà vào nhau. Nó ra một lớp trân châu này này. Đây. Rồi nhưng rồi. Mà xóa đi một cái thì cái viên ngọc nó bình thường, nó không có bị làm sao cả. Chứ nó không bị mờ đi nhỉ. Hello các bạn. Clip vừa rồi thì mình vừa quay ở cái quán của chú đồng hồ ở phía bên này. Đấy, thì clip này mình sẽ quay một tí đá quý cho các bạn nhé. Bởi vì là chợ trên này là ngoài việc là thứ bảy người ta bán những cái đồ cổ, đồ cũ ra thì chủ nhật người ta lại thường xuyên bán đá quý. Thì ở đây lại thứ bảy thì có anh cũng bán đá quý thì luôn tiện mình quay luôn cho các bạn xem. Quầy của mình là chuyên đá anh ạ. Vâng, xin chào các bạn nghe đài. Tôi là nhà văn Vũ Văn Song Toàn. À, anh là nhà văn à? Vâng, ngoài nghề viết văn ra, cuối tuần là tôi vẫn buôn bán đá quý. Ở đây thì chỉ mang ra một số giới thiệu thôi. Còn vâng, nếu như các bạn mà muốn mua số lượng nhiều ấy thì có thể là giao dịch trực tiếp với tôi. À thế ạ? Vâng. Vâng, thế tí nữa em xin số của anh nhá. Vâng, để có gì số để cho các bạn biết. Và các bạn muốn mua giới thiệu thì tôi có thể giới thiệu cho các bạn này. Vâng, anh giới thiệu như cho. Là đá quý cho một thì có ruby, sapphire này. Vâng. Rồi có các đá bán quý như là peridot hoặc lục bảo hoàng hôn này. Rồi tourmalin này, kinai này, chichin này, amethyst này, chichin, chichin, rồi thạch anh vàng này, thạch anh xanh này, nói chung là đủ các loại quý, ngọc trai này, vâng, trân châu đây ngọc trai, các loại trầm hương, đây là vòng trầm hương hả anh? Trầm hương, cho em nhìn qua tí ạ. Ok, đây là trầm hương Bình Phước ấy. Vâng. Còn tất cả những hàng này đều có giám định hết, các bạn muốn giám định thế nào thì tôi đều có giám định hết. Có giấy tờ luôn hả anh? Có giấy tờ, ví dụ như chuỗi ngọc này. Chuỗi này là chuỗi 108 hạt. Thạch anh hồng của Myanmar, có giám định của STC đây. Đây em xem nè. Ở đây. Các bạn ví dụ như mua hàng của tôi mà mang về nhà mà đi giám định, nếu mà sai thì tôi sẽ bù đền cho bạn gấp 10 lần. Thoải mái, trả lại, tôi là người có tên tuổi, uy tín. Vâng. Thì các bạn nào tìm nhà văn cũng bắt xong toàn thì ra thôi. Thế à? Vâng. Anh có những bài văn thì hit hot không anh? Nhiều chứ, tôi có cả chuyện ngắn chuyển thể thành phim mà chiếu trên VTV1 rồi mà. À thế à? Ồ, thế là hôm nay em gặp người nổi tiếng đúng không? Đúng rồi. Chứ mua những người nổi tiếng là các bạn yên tâm. Vâng. Là ông ấy mà có bán hàng giả, hàng gian gì thì các bạn cứ Google các bạn biết. À thế ạ. Vâng, thế rất là vui gặp anh nhà văn ở đây. Vâng. Mình rất quý những anh nhà văn các bạn ạ. Vâng. Đây cho em, bây giờ em nhìn em lướt qua một vòng nhá. Ok. Để em lướt qua một vòng. Mong các bạn là ủng hộ nhà văn, giúp đỡ nhà văn để kiếm tiền để viết văn phục vụ xã hội. Viết văn là cũng có khi là không thu nhập bằng đá quý đâu anh nhỉ? Vâng. Viết văn thì thu nhập cũng được mà vất vả. Vâng. Đây là những viên bạc đấy hả anh? Bạc, đây là tràm bạc. Tràm. Các bạn đủ thứ. Bạc hịn luôn này đúng không? Đúng không, bạc xịn. Mình thấy là có nhiều bạn trẻ bây giờ cũng hay đeo tràm lắm. À vâng. Hay đeo tràm thì hay đi sưu tập những cái viên này. Vâng. Sau đấy thì ghép vào trong cái vòng tràm của mình. Đây giống như thế này. Rồi sâu sắc này. Tôi đã làm rồi đây. Đây là vòng tràm ngọc này. Honda này, tượng Honda. Cái vòng tram này thì giá nó bao nhiêu tiền này? Cái vòng này, như cái vòng này thì khoảng 1.2 triệu ạ. 1.2 triệu. Cái này của đá của nó là đá gì đấy ạ? Đá moonstone, đá ánh trăng. Nó có cái màu xanh biếc này các bạn này. Gọi là ánh trăng là bởi vì moonstone. Cái màu của nó đúng không anh? Đúng rồi, màu là ánh trăng đấy. Nhìn cái màu này cũng đẹp ghê nhỉ. Đây chỉ giới thiệu thôi, các bạn phải mua một xỉ số lượng lớn thì cứ liên hệ với tôi. Như cái vòng này thì bao nhiêu tiền đấy? 1.2 triệu. 1.2 triệu một vòng. Cái viên này, đá xịn này lấy chú 300 ạ. 300 người. Vâng. Đá gì?
đá Cẩm Thạch à? Hôm nay chú lên đây chú tìm đá à chú? Không phải, cái tìm cái mặt nào. Thì có sẵn ở đây chú này, cái này rẻ hơn này. Đắt quá. À. 300 thì đắt gì ạ? Không nọ, chú bán cho tôi cái đồng tiền cơm 450. Ừ. Đây là chú, à, anh có cái nhẫn đá này. Vâng. Một, các bạn biết nhá, một cái viên này này là nó xuất phát từ Đắk Nông. Ở Việt Nam á, nó chỉ có vài triệu đồng thôi, nhưng mà trên thị trường quốc tế ấy, ví dụ như trang là naturalsafi.com ấy, trong UK của Anh á, cái này nó bán tới mấy ngàn đô là. Thế hả? Vâng, giá trị địa phương thì nó không có cao. Nhưng mà khi mà bán ra thị trường quốc tế nó rất là cao. Thì nó còn phải là cái nơi bán đó đúng không anh? Đúng rồi, tại vì người Việt Nam mình thu nhập còn thấp thì bán với cái giá tiền nó cũng vừa phải thôi. Vâng. Còn đối với người nước ngoài thì nó viên đá này nó chỉ giá mấy ngàn đô là. Vâng. Cũng là cùng một viên đá thôi. Ừ. Nó bán nói chung là bán đá quý là nó theo thu nhập của người dân chứ không phải là theo giá trị thật. Vâng. Đây, mình lại nhìn kỹ vào cái charm này một tí này. Ừ. Em thấy cái này nó cũng khá là hay. Đây là những cái viên charm này. Mình quay một vài viên cho các bạn xem. Đây là các cái viên bạc ở đây thì giá nó dao động như thế nào anh? Viên bạc này thì bán 40.000 một gram. Một gram hả? Ừ, một gram. Vâng. Thế như viên này thì khoảng mấy gram hả anh? Viên này thì khoảng 100.000 thôi. 100.000 hả? À, khoảng 3 gram. Ngày trước mình cũng có một bạn ấy cũng đeo charm ấy, thỉnh thoảng bạn ấy cũng có đi mua những cái hạt. Nói chung mà các bạn mà có tiền ấy, đầu tư vào đá quý là một đầu tư tốt. À, từ sau này nó sẽ lên. Tại khi mà cái mỏ nó cạn kiệt đi rồi ấy, thì khi đấy là người ta sẽ mua lẻ bên ngoài thị trường. À. Tại vì nó cũng không phải là đá quý, nó không phải là vô hạn. Một khi mỏ nó hết là nó rất là đắt. Vâng, cái này nhìn như viên ngọc trai anh. Ngọc trai. Đây có cả những cái khuyên tai này. Ờ, đầy đủ cái gì cũng vâng. Có hết ạ. Giày dép thì cũng có nữa này. Có chiếc dép nữa. Vâng. Ừ. Các hình thù luôn anh nhỉ? Ừ, này, các hình thù, này. Ừ, cánh bướm. Nói chung mua đá quý nó không phải là một sự xa xỉ đâu, nó là một sự đầu tư ấy. Cái này là cũng phải gặp người chơi anh ạ. Vâng. Kiểu người chơi, người ta thích chơi thì thì nó lại dễ. Ừ. Đây, các hình thù luôn các bạn này. Ví dụ như cái charm này có chữ Umali Badmeho Hum này, và tiếng Phạn này. Vâng. Đây tất cả đều bằng bạc hết luôn không? Tất cả đều bằng bạc hết. Cái gì bằng bạc thì nó bằng bạc. Như cái này bọc inox thì nó là bọc inox. À, vâng. Cái gì bằng bạc thì nó là bằng bạc. Cái này bằng vàng thì nó là bằng vàng. Anh ơi, đối với cả nhiều người thì khi mà nói đến ngọc ấy thì người ta cũng không có rõ và biết cách phân biệt lắm. Anh có thể anh cho em một vài cái phân biệt của các cái loại ngọc quý ở đây như thế nào được không anh? Ngọc quý tốt nhất là nên mua ở nơi uy tín. Ví dụ như người có tiếng tăm. Như tôi là một người có tiếng, nổi tiếng và buôn bán là nhiều năm rồi. Thì tôi không dám nói sai. Nói sai thì tôi mất tiền thì cứ mất một lần thôi. Mà mất uy tín là tôi mất tất cả. Dạ, cho nên là tuyệt đối là tôi không dám nói sai. Vâng. Cho nên là các bạn mà mua là chọn nơi uy tín mà mua. Vâng. Thứ hai nữa là các bạn là hỏi thẩm, là nếu như mà các bạn vẫn chưa tin thì các bạn hỏi thẩm định. Cái viên này sẵn đây này, đã có giám định FTC. Vâng. Nếu các bạn đang qua Mỹ thì giám định CIA thì vẫn được. Nhưng mà khi qua Mỹ mình phải giám định một cái như thế này á, nó tới 500 đô là cái tiền giám định là 500 đô rồi. Nào ngó. Nó cho nên là cái nơi mua nó quan trọng. Vâng. Những cái viên này thì như nào đấy? Em thấy nó khá là trong. Này, những cái viên này á, nó trong vậy đấy, nó tuyệt vời vậy đấy, nhưng mà nó lại đá quý đó là chỉ là Thạch Anh thôi. Nó là SiO2 thôi. Vâng. Còn cái sapphire này á, công thức khoa học của nó là nhôm oxit.
nó là nhân tạo ấy. Không. Tự nhiên. Nó hình thành trong quá trình mà thường là thiên thạch nó va nó va vào trái đất thì nó mới hình thành. Vâng. Nhưng mà nó mới vừa thôi. Nếu mà nóng quá thì nó sẽ bị cháy và nó sẽ thành là sẽ chết, đã chết. Vâng. Còn nếu như mà nó sẽ ở nhiệt độ bình thường thì nó sẽ sáng. Ừ. Sáng xuất tìm được một viên sáng nó rất là khó. Như cái viên này thì bao nhiêu tiền đấy? Như viên này rẻ thôi ạ. Viên này 500 ngàn thôi. Viên đấy là viên Thạch Anh, thì anh xanh. Mấy viên này là như nhau đấy hả? Vâng. Thạch Anh thì không đắt lắm. Vâng. Vài trăm ngàn thôi. Được. Cái này mà... cái này làm nhẫn nhỉ? Vâng, nó bạn nào mà có năng lượng phong thủy tốt đấy. Vâng. Vâng. Bạn nào mà kiểu là muốn làm cái nhẫn cho riêng mình ra đặt mua cái này về xong đặt ở cái hàng vàng và bán sẵn làm sẵn này này. Vâng. Với những cái nhẫn này này. Nhẫn vàng này. Em mình vàng này vàng 14K và sapphire phan thiết màu đen xanh đen. Ừ. Cái này là mấy đồng đấy anh? Cái đó nó khoảng 7 triệu. 7 triệu. Đây là vàng tây hả? Vàng tây và vàng 14K. Vâng. Cái này nó có cái màu xanh xanh bạn, đen. Bạn nếu các bạn cần thì tôi sẽ có giám định cho bạn. Bạn đá là đá gì và vàng là vàng bao nhiêu tuổi? Vâng. Rõ ràng lắm. Hay. Vâng. Xem đây các cái viên ngọc. Đây là ngọc trai đúng không? Ngọc trai nhỉ? Em ấy ra được không? À, mở ra được. Ok đây. Anh đóng kỹ ghê nhỉ? Đây là nó cùng một chủng loại với nhau là anh không, cho vào. Khác nhau, nó mỗi viên là nó có cái xuất xứ khác. Vâng. Ví dụ anh đây là viên ngọc trai, đây là viên ngọc trai nước mặn. Ừ. Ngọc trai nước mặn thì nó khó cấy lắm. Một con ngọc trai chỉ cấy được một con thôi, trong vòng 3 năm mới được một 5 năm mới được một viên như thế này. Ừ. Nên nó mấy triệu bạc là. Vâng. Còn những đây là viên ngọc trai nước ngọt thì một con ngọc trai nước ngọt á thì có thể một lần bỏ phôi là bỏ tới 10 hạt lận. Ừ. Và nó không chết. Vâng. Thì cái nó... này em thấy đã đục lỗ sẵn ở đây nhỉ để. Vâng. Đây là đã đục lỗ sẵn này, đục kiểu này. Vâng. Cái ngọc trai nó dễ phân biệt trong đây cho chỉ cho các bạn cái phân biệt ngọc trai tật nhá. Đâu, chỉ cho em này nè. Cái này các bạn lấy hai viên ngọc trai cà vào nhau. Ừ. Nó ra một lớp trân châu này này. Đây, rồi. Nhưng mà xóa đi một cái thì cái viên ngọc nó bình thường, nó không có bị làm sao cả. Trên nó không bị mờ đi nhỉ? Với lại thứ hai là lấy mà lấy lửa đốt thì viên ngọc trai nó vẫn không nguyên, nó không sao. Vâng, cho em mượn em xem nào. Này đây. Em thấy cái này hay. Khi mà ta chế tác là ta biết. Vâng. Ta hàn xì á mà nó gặp lửa thì nó không sao. Đây nó ra cái bột này các bạn này. Vâng. Nó ra cái bột này. Hai viên ngọc trai chà vào nhau ạ, nó ra cái bột. Nếu mà ngọc trai mà nó chà vào cái khác thì nó có ra không ấy? Ra. Cũng vẫn ra đúng không? Ra bình thường mà mình xóa đi một cái thì cái viên ngọc trai nó vẫn như lại mới luôn nhỉ? Như mới nó không sao cả. Ừ, em quay rõ được cái này không? Vâng. Đúng rồi. Nó ra cái phấn nhưng mà mài đi thì nó vuốt đi thì nó lại hết, nó lại bóng nguyên này. Nói chung thì ngọc thì nó vô giá, nó bán ở đây thì có thể rất rẻ. Nhưng mà trong tiệm người ta bán tầm 300 triệu một bộ là bình thường. Đây cho em mượn em xem anh đổi cho em mượn mấy viên như này. Xanh xanh nha. Viên ngọc trai này thì giá thành bao nhiêu một viên hả? Tùy viên à. Như viên này thì bao nhiêu? 300 ngàn thôi. Viên này thì viên ngọc trai biển này này 2,5 triệu này. Còn như viên này thì 200-300 ngàn thôi. Viên này thì 700 ngàn thôi. Vâng. Cái giá của nó quyết định bởi cái độ tròn hay là bởi độ tròn và nước ngọt hay nước mặn? Nó cái dòng ngọc trai chịu nhiệt chứ nhỉ? Vâng ạ, ngọc trai nó chịu nhiệt. Nước mặn thì đạt hơn này. Đúng rồi, tại vì nhiều năm mới làm được một viên như thế. Cái trà mạnh rồi kia. Không, trà nhẹ nó cũng ra cái bột đấy. Ra bột. Có đây này, nó ra đây này. Đây nó hơi mà vuốt đi ngay đây. Đấy nó lại sáng luôn này. Hay nhỉ. Nói chung các bạn cũng yên tâm, chẳng cần phải thử đâu. Các bạn mua của tôi thì các bạn cái gì thì tôi nói thật cái đó, chẳng cần. Đấy là kiến thức đấy, kiến thức mà bình thường thì cũng không biết đâu. Vâng. Ví dụ như cái viên này mà đốt lửa một cái, viên này là viên polyethylene giả.
thì đây này nó chảy trụa và nó không có lành lại được. Rồi. Hay đốt lửa, đốt vào là nó cháy liền, nó xém liền. Đấy, thế là cũng như đá quý cũng thế thôi. Như mấy cái hàng mà này là tức là hàng mà bán quý, hàng Thạch Anh á, làm nó rất mềm, rất là dễ vỡ. Cái người thợ chế tác là sẽ biết. Nhưng Ruby, Ruby, Sapphire này là vô tư. Mạnh tay một tí nó cũng vỡ. Vâng. Tại vì Sapphire nó chỉ kém kim cương một chút xíu thôi, độ cứng của nó. À thế ạ. Kim cương là cứng nhất. Đó, là Ruby đây hả anh? À Sapphire đây, à Ruby đây, Ruby đây. Nhiều lắm mà đây. À, Ruby đây. Nhỏ nhỏ đấy thôi anh nhỉ? Ờ nhiều lắm, to nhỏ bao nhiêu cũng có hết á. Vâng. Đây Ruby đây. Nhỏ nhỏ xinh xinh, cái này thì đã được mài rũa cái này. Nói chung là các bạn yên tâm, ví dụ như mua của tôi ấy, thì tôi sẽ không bao giờ mà chặt chém. Vâng. Ví dụ như bạn bảo là tôi có 3 triệu tôi muốn mua một viên như thế nào thì tôi sẽ cân đối cho các bạn. À vâng. Yên tâm sẽ là ăn lời một lượng cái định thôi. Vâng. Như viên này thì giá là bao nhiêu hả anh? Như viên này thì khoảng 2 triệu rưỡi thôi. Vâng. Đó. Bạn nào mà hiểu về đá quý mà lên đây mua xong về tự làm những cái chiếc nhẫn cho riêng mình thì nó rất là hay. Hay quá anh ạ. Rồi. Nói chung là các bạn phải người người bán hàng mà người ngành này là cái uy tín nó quan trọng lắm. Vâng. Không dám bao giờ dám bán sai đâu. Vâng. Ở đây viên nào độc nhất của anh nhỉ? Có viên nào á? Độc thì nhiều lắm. Đây như cái hàng này này, nó là Peridot. Nó là gọi là ngọc lục bảo hoàng hôn. Ở hiện nay ở Việt Nam nó rất là nhiều và giá bán rất là rẻ. Cái này là sáng nha anh nhỉ? Nó sáng hơn. Nó là ngọc lục bảo hoàng hôn, nó rất là trong, nó rất là đẹp. Vâng. Mà giá trị hiện nay được, nó được được bán với giá rất là thấp. Thế à? Ừ. Thế giá cái này thì bao nhiêu hả anh? Như viên này khoảng 4 triệu rưỡi thôi. Vâng. Cho nên là đầu tư vào ngọc lục bảo hoàng hôn là được. Tại vì bây giờ những cái mỏ mỏ những cái mỏ kẽm ở trên Đắk Nông ấy là nó còn nhiều. Nó nằm ở trong cái mỏ kẽm ấy. Mà khi nào mà ở trên đó nó hết thì coi như là cái nguồn này nó hết hàng. Nó sẽ đắt lên. Cái gì nó cũng có giới hạn của nó. Đúng thôi, rồi. Đúng không? Đúng rồi. Còn đây anh đi kìa. Còn trong các loại đá quý ấy, nó có một loại đặc biệt là này thì các bạn chú ý, đây là tourmaline. Cái tourmaline này á nó em mở ra được không? Mở ra được. Là các bạn biết cái tourmaline này á đeo nó tốt cho sức khỏe, tại vì cái viên tourmaline này này khi mình đeo vào trong cơ thể á, nó tiết ra một cái ion âm, nó giống như mình ở trên núi vậy đấy. Nó làm cho mình trẻ lâu và mình khỏe. À thế hả? Ừ, đây đó. Nó chỉ ở trong đá quý được chỉ dòng này là duy nhất là như thế thôi. À. Đây là các nhà khoa học Nhật và nhà khoa học Việt Nam đều khẳng định như vậy cả. Cái là khoa học nha. Vâng. Cái này thì giá nó như nào ấy? Cũng không đắt lắm. Tại vì ở Việt Nam nhiều. Nó chỉ vài triệu một viên thôi. Vâng. Nhìn cũng đẹp nhỉ các bạn nhỉ? Đẹp rất là sáng này. Đủ màu, tourmaline đủ màu. Cái thế chọn thơ mạnh. Thì lúc nào mà mình đi thưởng, mình cũng đang muốn làm một cái nhẫn vàng ấy. Đấy thì mình cũng đi thưởng, mình sẽ lên đây mình kiếm một cái viên đá nó phù hợp, xong về mình sẽ đặt lấy làm cái nhẫn riêng. Tốt nhất là các bạn đeo tourmaline là tốt cho sức khỏe. Vâng. Vâng. Các bạn như tôi này, tôi đâu dùng mỹ phẩm gì đâu mà tôi vẫn da rẻ vẫn vàng. Anh minh chứng hùng hồn cho. À chứ mọi người. Anh đeo cái gì nào? Anh đeo cái đấy à? À đeo vòng tourmaline là một này. Tôi đeo ngọc bích. Vâng. Có một thứ mà rất tốt ở trên đời này nữa, đấy là ngọc bích. Đợi em xem anh đeo cái gì để em bắt chiếc nào. À ngọc bích. Dạ. Yeah. Ờ. Đây cái mẫu ngọc bích thì các bạn biết nè. Cái từ bích trong tiếng Hoa có nghĩa là ngọc. Mà cái trong tiếng Hoa nghĩa là màu màu này nó gọi là màu lục, màu lý. Lục thì có nghĩa là lộc. Lý thì có nghĩa là ly, nghĩa là lợi, lợi lộc. Cho nên là hành nào, tuổi nào đều đeo ngọc bích được. Vâng. Trước đây á, chỉ có vua chú mới đeo ngọc bích thôi. Nhưng mà hiện nay á, do là ở bên Canada đã phát hiện ra một cái mỏ nó rất là lớn. Và số lượng nó rất là nhiều. Vâng. Thế ra bây giờ nó rất thành, nó rẻ. Bình dân, giá rẻ đi. Các bạn yên tâm đây. Những cái viên, những cái chuỗi ngọc bích này đều có giám định. Đây, giám định cho các bạn coi.
Anh để thẳng, anh để sau. Để thẳng, anh để thẳng. Cái này mặt sau nó ghi gì đó? Đây. Kích thước này, trọng lượng này, màu sắc này, đặc điểm tự nhiên này, hình cầu. Cái con bích này này, thậm chí mình bị vết thương nha, lấy mà nghiền ra đắp vào nó khỏi liền đấy. Thế à? À, hay à? Nói chung bây giờ có điều kiện rồi, các bạn nên đeo ngọc bích. Đặt ra thì thôi đeo ngọc bích. Vâng. Đây, ngoài vòng với cả đồ trang sức ra thì anh cũng có những cái đồ trang trí này. Những cái này thì bằng đá thôi đúng không anh? À vâng, những cái đó là đá thường ạ. Đá này là ngọc hoàng long, đá Pakistan. Cầm... đây, bộ ấm chén ngọc hoàng long đấy. Vâng. Ấm ngọc. Đây chén của nó đây ạ, vâng, chén vâng, nhỏ nhỏ đúng đấy. Đúng rồi ạ. Cái bộ này bao tiền đấy anh? 2,5 triệu thôi. Đây viên đá này riêng đúng không? Đá riêng, để riêng để cái đó để chơi rồi. Ừ. Xinh xinh à. Bọc bạc đó. Vâng. Xinh xinh. Hay à. Đấy thì về cơ bản là quầy của anh là có những đồ chuyên đá như thế. Ngoài ở đây ra thì anh còn bán ở đâu mà anh? Ngoài bán trên mạng thôi, bán buôn cho các tiệm thôi. Bán buôn cho các tiệm ạ? À? À thế ạ. À. Thế là đây chỉ là cái phần trưng bày thôi đúng không? Phần trưng bày giới thiệu. Dạ. Ở chợ cuối tuần thì bày chơi những cái đồ linh tinh thôi. Vâng. Anh cho các bạn muốn khối lượng nhiều thì liên hệ với anh cũng có. Vâng. Anh số điện thoại bao nhiêu anh nhỉ? 0702 389 401 401. Đó thì đấy là cái số điện thoại của anh. Đương nhiên rồi thì khi mà mua đá quý thì các bạn cũng phải đến trực tiếp. Mình nghĩ là như vậy chứ cũng không khó có mà xem qua clip này rồi các bạn đặt mua được đúng không? Thì anh đây là ở chợ đồ cũ Hoàng Hoa Thám các bạn nhé. Ngay từ cổng đi vào đây là anh ở ngay bên tay trái thôi. Các bạn là tìm mình trên Facebook mình nha, Vũ Văn Song Toàn. Vũ Văn Song Toàn, nhà văn nổi tiếng các bạn ạ. Đấy, hôm nay rất là tình cờ gặp nhà văn người nổi tiếng ở đây. Em cảm ơn anh nhá. Rồi, cảm ơn chú. Chúc anh buôn bán phát tài. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết clip này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.